Thịt chó có người không gọi là thịt chó bà con ạ, mà ta gọi là thịt cầy. Mà thịt chó hay thịt cầy nó cũng là một thôi, nhưng mà thịt chó thịt cầy ăn rất tốt cho sức khỏe, người ăn tốt vô cùng. Nhưng mà riêng thịt chó thịt cầy là cẩu nhục với nhau bà con, thì những người có bệnh gan không nên ăn, người có gan nóng không nên ăn, vết thương hở là không nên ăn, vết thương lở loét, người lở loét bị nóng trong người, người bị bệnh, người bị mạch máu não, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, mụn nhọt, cảm mạo, người âm hư hỏa vượng là vui lòng đừng ăn thịt chó hay thịt cầy nha bà con. Thịt chó hay thịt cầy, có người gọi là thịt chó, có người gọi thịt cầy, mà nó cũng có người gọi là cẩu nhục, đó là tên của nó trong khoa học. Người có bệnh gan không nên ăn, người có gan nóng cũng không nên ăn, người có vết thương hở không nên ăn, người lở loét, người bị nóng trong người, người bị bệnh mạch máu não là cũng không nên ăn nha bà con. Bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, mụn nhọt, cảm mạo, người bị âm hư hỏa vượng là vui lòng không nên ăn bà con ạ. Không nên ăn để nó tốt cho sức khỏe của mình, nó tốt cho sức khỏe của mình, nó làm bệnh cho mình là lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi khi ta ăn thịt chó, thịt cầy hay là cẩu nhục này. Bà con ơi, còn ngoài ra nó tốt vô cùng cho sức khỏe là thịt cầy, thịt chó, cẩu nhục, nó tốt, nó làm giảm đau, tốt cho lạnh bụng, ốm lâu ngày, ăn tốt luôn, là nó tăng cường lại sức khỏe suy kiệt, khí huyết bế tắc, trợ dương, trợ cho các người đàn ông đó nha, ít khí, trừ hàn, tốt, giảm đau lưng, thận hư, tiểu tiện nhiều, phụ nữ mới sinh, tăng cường thể lực, chống thiếu máu, tốt cho bệnh sản hậu, chống mặt, bà con thấy gì nhiều của bà con ha. Đó, cho nên nó tốt là tốt thịt cầy, thịt chó hay là cẩu nhục này, nó tốt là làm giảm đau, giảm lạnh bụng, ốm lâu ngày, ổn định lại tốt, sức khỏe khí kiệt, khí huyết bế tắc, trợ dương, trợ dương cho nam, cái mà nam giới, ít khí, trừ hàn tốt, giảm đau lưng tốt, thận hư tốt, tiểu tiện nhiều, phụ nữ mới sanh, tăng cường thể lực, chống thiếu máu, sản hậu, chống mặt. Bà con ơi, tốt không? Nhưng mà không vậy, tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được, ta chỉ nên ăn một tháng không quá hai lần khi ta ăn thịt chó, thịt cầy hay cẩu nhục này. Mỗi lần không quá 300g thịt chó, mỗi lần không quá 300g thịt chó, thịt cầy hay cẩu nhục. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe, nhiều khi ăn bà con ơi.